Pha so pha sa bai cha ya we da na bai cha ya tan ha bai cha ya u ba da na bai cha ya pha wo bai cha ya cha ti bai cha ya cha ra ma ra nang so ka pa ri de wa du ka do ma na su pa ya sa Sam pha wan ti e wa me ta sa ke wa la sa du kha khan tha sa mu da yo ho ti a vi cha ya tuê wa a se sa vi ra ga ni ro tha. Sang kha ra ni ro to sang kha ra ni ro tha vinh nha na ni ro to vinh nha na ni ro tha na ma ru pa ni ro to na ma ru pa ni ro tha sa la yat ta na ni ro to sa la yat ta na ni ro tha pha sa ni ro to pha sa ni ro tha ve da na ni ro to ve da na ni ro tha Tanha nirotho, tanha nirotha, upadana nirotho, upadana nirotha, phava nirotho, phava nirotha, chati nirotho, chati nirotha, charamaranang soka parideva dukkha domana supayasa. Nirochanti eva metta sake vala sadukha kantha saniroto oti. Xin kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Nhiên. Xin chào tất cả các vị. Con kính lễ sư ạ. Dạ, chào các vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần duy khởi với cái mối nối tiếp theo, tức là thực viên cho danh sách. Mấy hôm trước chỉ mà chúng ta học đến cái những cái chi pháp đó, thì tôi mặc định rằng có những cái phần các vị đã học rồi, cho nên tôi không có nói chi tiết. Và hình như có một số các vị học viên chúng ta lần đầu đến lớp sau chúng ta lại không có rõ. Trước hết đó, tôi muốn ôm sơ sơ lại những cái kiến thức căn bản đó, để tôi có thể tìm hỏi một cách bị có còn nhớ hay không, để trong khi mà chúng ta học đó, thì nếu mà các vị đã nhớ rõ đó, thì có những cái chi pháp mà chúng ta chỉ nói sơ qua để khỏi lặp lại. Thì trước hết ở đây có lẽ các vị nhớ hết tất cả là 19 tâm tái tục đúng không? Các vị nhớ không? Dạ nhớ sư ạ. Sư ạ, sư xin có đề nghị quý vị, nếu quý vị nào thấy không ngại đó, thì nên mở video. Thì khi mà mở video thì chưa tăng giảng thì nó có vẻ nó dễ dàng để việc có đồng ý hay không đồng ý cũng dễ nhận ra. Xin kính mời quý vị trong lớp học. Yeah. Dạ, nhà vậy tôi mới thấy mà bị được chứ các vị thấy có đồng ý. Nhà trong thầm lặng không biết ai có đồng ý hay không vậy. Bởi vì á, nếu mà các vị á, mà phần lớn trong lớp á, mà các vị nhớ cái chi pháp á, thì điều đó nó dễ, mặc dù trong cái thời gian đầu chúng ta học, chúng ta giới thiệu về lý duyên khởi đó,
gắng là tôi hạn chế tối đa trình bày về nhiều cái chi pháp để tránh rối rắm. Tuy vậy nhưng mà nếu mà mình lại lược bớt quá nhiều quá thì đôi chỗ nó cũng hơi khó. Thì các vị dạy nhớ hết 19 tâm thái tục phải không? Dạ nhớ thưa sư. Dạ. Có. Cô Nhung thì học nhiều, tham dự thường xuyên các cái lớp học, là một trong những học viên giỏi ở chùa Sư Lý. Còn dạ, các vị Phật tử chúng ta nhớ trong 32 tâm quả hiệp thế. Dạ có nhớ ạ. Dạ 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 nhớ dạ, được người cứ mỗi phần có người nhớ cũng được. Dạ. Ở trong cái duyên khởi này á, các vị nhớ căn bản chung chung á, đây là cái quy luật của nhân quả, và đã là cái quy luật của nhân quả đó thì nó phức tạp vô cùng, bởi vì có những cái quả đó, một quả như vậy đó nó được kết thành từ nhiều cái nhân, có nhân trực tiếp, có nhân gián tiếp, có nhân gần, có nhân xa. Và trong cái cách mà phân loại đó thì chúng ta có hai cái nhân chính ở trong có hai từ mà hôm trước tôi có ghi cho các vị đó. Đó, thứ nhất là cái nhân sản sinh, nó gọi là chánh lá cá hê tốt. Cái nhân thứ hai là cái nhân dẫn đến, hay còn gọi là cái nhân trợ sinh, là upatthamaka hê tốt. Và ở trong các cái mối tương quan nhân quả trong thập thiện nhân duyên này đó, thì có cả hai nhân đó. Và có trường hợp đó, thì kể cái nhân chính, và có trường hợp đó, thì kể cái nhân xa, nói theo cái tương quan của một cái ý nghĩa nào đó. Cho nên cứ mỗi cái mấu chốt như vậy đó thì cái sự tương quan đó thì khác nhau. Và và cái điều này các vị cũng không có quá ngại khi chúng ta học giáo lý duyên khởi, bởi vì phần này nó sẽ rõ ràng hơn ở trong cái phần duyên hệ. Và tôi nói sơ qua đó là cái cách mà vô minh duyên cho hành đó, nó cũng khác với cái cách mà hành duyên cho thức. Và ngay cả ở trong vô minh duyên hành đó, thì vô minh duyên cho phi phúc hành nó cũng khác với vô minh duyên cho phúc hành và bất động hành. Và chúng ta cũng dễ dàng thấy rằng tại sao là khác nhau, bởi vì nếu mà ba hành đó, mà chúng ta nói gọn hơn đó, thì chúng ta chia ra hai hành thôi, tức là thiện hành và ác hành. Trong đó thiện hành chính là phi phúc hành, xin lỗi, ác hành chính là phi phúc hành, và thiện hành chính là phúc hành và bất động hành. Thì khi đó chúng ta thấy rằng là vô minh vốn là bất thiện, và do đó khi mà bất thiện mà nó trợ sanh cho bất thiện khác, tức là ác hành hay là phi phúc hành, thì nó cùng loại, vì là cùng là bất thiện. Thành ra do vì nó cùng loại như vậy đó, thì nó có thể là nó đồng sanh, nó có thể nó đồng sanh. Nhưng mà đối với vô minh mà trợ cho thiện hành đó, là do vì vô minh là bất thiện mà thiện hành là thiện, do đó mà khi mà nó trợ sanh thì nó không có thể cùng có mặt trợ sanh bằng cách là câu sanh, hay là bằng hổ tương, hay bằng tương ưng duyên trong cái duyên hệ, mà nó phải trợ sanh bằng cái cách khác. Rồi đối với hành duyên thức á, thì hôm trước chúng ta thấy rằng ở trên cái biểu đồ á,
chúng ta thấy trên cái biểu đồ là vô minh và hạnh đó thuộc về nhân quá khứ. Nếu chúng ta tạm thời xem cái thức đó, được xem là cái điểm hiện, cái kiếp hiện tại, thì cái vô minh và hạnh đó, thì thuộc về cái đời sống quá khứ. Như vậy thì khi mà hành trợ sanh cho vô cho thức á, thì tất nhiên á, là nó là giữa cái đời sống này và đời sống khác, cho nên cái việc trợ sanh đó nó cũng khác nhau. Và giữa vô minh hành thì chúng ta thấy rằng là vô minh nó thuộc về tiền não, hành nó thuộc về nghiệp, và thức á, thuộc về quả. Cho nên giữa cái vô minh á, giúp cho hành á, là phiền não tác động cho doanh nghiệp, và hành á, trợ sanh cho thức á, thì khi này nghiệp tác động cho quả, và thức á, trợ sanh cho danh sắc á, thì danh sắc cũng thuộc về quả. Vậy thì trong khi mà giữa cái sự tương quan nhân và quả đó, thì trong đó nó chúng tôi phải mượn lại cái biểu đồ, chúng tôi mượn lại cái biểu đồ này hôm trước. Cái biểu đồ này thì có lẽ là các vị nhìn nó hơi rối lắm, nhưng mà tạm thời chúng ta xài tạm. Thì từ vòng tròn trong tâm á, là tham sân si chỉ cho cái phiền não luân hồi. Từ cái phiền não luân hồi này đó, nó là cái môi trường, cái điều kiện tốt để cho vô minh. Và từ cái vô minh đó, trong cái môi trường được nuôi dưỡng bởi phiền não, và trong phiền não đó thì có thể là tiêu biểu trong các cái loại phiền não như là tứ lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thì từ cái môi trường phiền não này, chúng sanh mê mà không nhận ra cái con đường giải thoát, và khi không tìm thấy cái con đường giải thoát đó, thì trong vòng sinh tử luân hồi, từ cái đời sống này sang cái đời sống khác đó, hay là mỗi cái hành động của chúng ta làm đều là cái hành động của một người không tìm ra con đường giải thoát, tức là một người không biết được thế nào là khổ, thế nào là nhân sanh khổ, thế nào là sự diệt khổ, và thế nào là con đường dẫn đến sự diệt khổ, hay chúng ta gọi là bất tri trong tứ đế. Và do vì bất tri trong tứ đế đó, nên con đường đi của chúng ta đó là chúng ta được, trong kinh ví dụ giống như là một người mù hay là một người đi trong đêm tối, và tất cả cái sự dò dẫm của chúng ta đó là cái sự dò dẫm mai rủi, và cái mai rủi đó là đều là ở trong bóng tối. Và trong cái bước thấp bước cao gặp gần của cái đường sinh tử đó có khi đó thì bước đúng đường và có khi bước lệch đường, và nó tùy theo cái phiền não huân tập ở trong đời quá khứ cộng với cái môi trường sống hiện tại, thì cái phiền não đó nó sẽ tác động cho các cái hành động của chúng ta. Có người thì tìm hạnh phúc bằng cách là làm các cái việc ác, có người thì tìm hạnh phúc bằng các cái việc thiện. Nhưng dù cho có làm thiện hay là làm ác thì tất cả nó đều nằm ở trong cái vòng sinh tử. Như vậy từ cái phiền não đó thì nó dẫn đến các cái hành động mà chúng ta gọi một cái danh từ khác, đó là chính là nghiệp, trong đó có nghiệp thiện và nghiệp ác, hay nói rộng hơn đó là tri phúc hành, phúc hành và bất động hành. Như vậy chúng ta có cái vòng tròn thứ hai, và cái vòng tròn thứ hai này đó, từ cái hành động thiện và ác đó cho chúng sinh tái sinh ở trong các cái cảnh giới tương ứng theo cái hạnh nghiệp của mình. Thì ở đây trong 31 cõi đó, thì chúng ta có thể chia theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta chia làm 3, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta có thể chia làm 6, như trong cái
trong cái biểu đồ mà chúng các vị thấy trước mặt đó, là tức là chúng ta chia theo cái cách làm sáu đó, tức là gồm có nhân thiên, tức là cái cõi người và cõi trời, và bốn cái tòa xứ, đó là chúng ta chia làm cái sáu. Và sẵn ở đây thì chúng ta ôn lại, đó là thỉnh thoảng trong trường hợp cần thiết đó, thì chúng ta cõi này đó thì chúng ta chia theo uẩn. Yes. Các vị nhớ có năm uẩn không? Gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn, là năm uẩn. Thì trong một số trường hợp đó, ba cõi này đó được chia theo uẩn. Thì trong đó đó thì có là cái cõi, trong đó ba cõi này đó thì thứ nhất là, alo các vị còn nghe không ạ? Dạ nghe. Nhà bà sư nghe ạ. Còn ạ. Bà sư còn nghe. Dạ nghe. Trong trường hợp mà nếu mà không nghe được thì các vị hoan hỷ báo liền cho tôi biết. Dạ. Dạ, cảm ơn các vị. Khi mà chia năm uẩn thì chúng ta có cách gọi khác, đó là cõi ngũ uẩn, rồi cõi nhất uẩn, và thứ ba là tử danh uẩn. Trong trường hợp đó mà cõi mà được phân chia theo danh và sắc đó, thì cõi đó được kể theo năm uẩn này cho nó dễ. Thì cái cõi năm uẩn thì chúng ta có những cái cõi như là tất cả các cái cõi dục giới, rồi 15 cõi sắc giới từ cõi vô tưởng, đó là cõi uẩn. Nhất uẩn chính là cái cõi vô tưởng, và tứ danh uẩn là cái cõi, là bốn cõi vô sắc. Thì từ những cái hành động thiện và ác á, cho chúng sinh á, tạo ra cái chủng tử tái sinh. Và điều này á, chính cái điều này làm khác biệt giữa chúng sinh còn sinh tử luân hồi với vị A-la-hán. Tại do vì các vị A-la-hán á, các ngài vẫn có những cái hành động, có những cái việc làm mà về hình thức á, thì nó giống như là các cái việc thiện, giống như là các ngài cũng có bố thí, các ngài cũng nhập định vân vân, nhưng mà tất cả những cái hành động của các ngài làm á, do vì phiền não không còn, cho nên những cái hành động đó nó không có để lại cái chúng ta nói là đi học cái căn á, tức là nó không để ảnh hưởng lại những cái bệnh tật, cái mầm mống tái sinh sẽ ở trong cái đời sống sau. Thì cái nghiệp ở đây á chính là cái sở hữu tư, cái nghiệp ở đây chính là cái sở hữu tư. Mà cái sở hữu tư á, các vị có nhớ rằng là cái sở hữu tư nó nằm ở trong cái nhóm sở hữu nào hả? Các sở hữu nào không? Sở hữu biến hành. Đúng, sở hữu tư nằm ở trong cái sở hữu biến hành. Và là sở hữu biến hành nghĩa là sở hữu tư á, nó có mặt ở trong tất cả các tâm. Như vậy thì khi mà nói đến cái nghiệp á, nói là do cái sở hữu tư tạo ra quả, nhưng chỉ mỗi một mình cái sở hữu tư thôi thì nó không đủ, mà nó phải có cái nhân thiện và cái nhân bất thiện trong đó. Do vậy khi mà chúng ta học về trong cái tập yếu hiệp có cái phần nhân á, thì chúng ta học tất cả là chín cái nhân, trong đó có ba nhân thiện, ba nhân bất thiện và ba nhân vô ký.
Sở dĩ những cái pháp này gọi là cái pháp nhân á, là do cái pháp này á, nó sẽ cùng có mặt với cái sở hữu tư để có thể tạo thành ra cái quả ở trong tương lai. Chứ còn mỗi một sở hữu tư thôi đó thì nó không có cái khả năng tạo quả. Do vậy đó, nói đến cái mấu chốt nhân quả ở trong giáo lý duyên khởi đó, có rất rất là nhiều cái có rất là nhiều cái điểm phức tạp. Bởi vì khi mà nói rằng do duyên hành á mà có thức, và do duyên thức á mà danh sắc sanh khởi, thì khi mà chúng ta nói như vậy đó thì ở trong cái cách diễn đạt của tiếng Việt đó thì nó có đôi chỗ nó có cái khác nhau giữa cái câu nói do duyên hành mà thức sanh khởi và câu nói đó, thức sanh khởi do duyên hành. Ở đây các vị có thấy cái sự khác biệt không? Tôi nói lại đó là khi chúng ta nói rằng do duyên hành đó, mà thức sanh khởi, và chúng ta có thể nói ngược lại đó là thức sanh khởi đó là do duyên hành. Thật ra khi mà tôi học đó, trong cái ký ức mà tôi học thuộc lòng đó, thì tôi vẫn học thuộc lòng là ô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên nhân sắc, tôi cũng quen miệng như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu về cái mấu chốt nhân quả giữa cái duyên khởi này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là hành á, sanh khởi á, do duyên vô minh, thức á, sanh khởi đó là do duyên hành. Và ở trong cái cách diễn đạt bằng văn phạm Bali đó, thì chúng ta các vị vừa tụng đọc á, Avijja Pajjaya Sankhara, thì Sankhara đó, Avijja Pajjaya Sankhara Sampavati, hay sắm phóng quan tí thì theo cái số ít số nhiều của cái chữ cái duyên. Thì khi đó cái chữ Sankhara đó được dùng ở cái cách gọi là bách máu với pháp tí, hay là chúng ta gọi là cách bọt hoặc là chủ tách. Và cái Avijja Pajjaya đó, thì cái Pajjaya đó nó sẽ cách thứ 5. Hay nói cách khác đó là Avijja Pajjaya đó, nó là một phrase tính từ cho Sankhara. Thì cái phần Sankhara đó chính là cái phần chính. Mà sở dĩ tôi nói dài dòng như vậy đó là bây giờ chúng ta đang học cái lý duyên khởi theo chiều thượng, tức là do cái này có mặt mà cái kia có mặt, do cái này hiện hữu mà cái kia hiện hữu, thì chúng ta học đến phần nghịch đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là do cái này diệt mà cái kia diệt, do cái kia diệt đó, mà cái nọ diệt. Thì khi đó đó chúng ta thấy rằng là trong cái câu nói mà do vô minh đó, hành sanh khởi đó, nó có một vài cái mấu chốt mà chúng ta nên được diễn đạt là hành sanh khởi do vô minh. Có thể bây giờ các bị quên điều này, nhưng mà sau này chúng ta học về các cái duyên khác đó, và chúng ta sẽ thấy rằng là tại sao tôi muốn nói hơi dài về cái vấn đề này. Và để học về duyên sinh và duyên hệ đó, ở trong cái lớp này có tụng phần duyên hệ để cái ý định này. Dạ tôi có xin. Dạ, xin nên cho các vị học viên tụng sớm luôn để các vị thuộc. Dạ. Do vì 12 duyên sinh và 24 duyên hệ này, nếu mà các vị học viên nào mà chúng ta thuộc cái phần Bali đó, thì chúng ta sẽ không có quên về cái chi pháp nhiều như vậy, 12 duyên sinh và 24 duyên hệ. Và các vị biết rằng là
không phải là chúng ta ngày hôm nay khi mà mình học, mình cố gắng mình dùng cái mẹo để mình học như vậy, mà những cái bài kinh này, những cái matika này, hay gọi là những cái mẫu đề này, ngay trong thời Đức Phật là chư tăng là cũng được học thuộc lòng như vậy. Các vị biết cái bài kinh, cái bài các vị vừa tụng vừa rồi đó, là trong kinh có kể lại là một lần đó, sau khi mà Đức Phật ngày xuất thiền định, ngày nghĩ về cái giáo lý duyên khởi này và ngày cảm khái, ngày đọc ra tiếng, ngày đọc cái bài vừa rồi chúng ta vừa đọc đó, thì sau khi ngày đọc xong đó, có một vị tỳ kheo gần đó đó, có một vị tỳ kheo ngồi gần đó, thì khi mà Đức Phật ngày đọc xong đó, ngày quay sang ngày hỏi vị tỳ kheo đó là: ngươi có nghe ta vừa đọc cái giáo lý duyên khởi hay không? Thì vị tỳ kheo bạch: Thế Tôn, con vừa nghe Thế Tôn đọc giáo lý duyên khởi. Ngài nói rằng là: ngươi hãy cố gắng học thuộc lòng, bởi vì đó là căn bản của phạm hạnh. Và cái giáo lý duyên khởi này đó, để hiểu rốt ráo về cái giáo lý duyên khởi này đó, chỉ một người duy nhất đó, đó là vị chánh đẳng chánh giác và Phật Trí. Còn các cái đối tượng còn lại đó, thì tùy theo thánh trí mà thâm nhập cái giáo lý duyên khởi này theo mức độ khác nhau. Trong chú giải nói rằng là sau Đức Phật đó, là hai vị trí thượng tinh văn, là ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên, là hai người mà có thể hiểu sâu về giáo lý duyên khởi sau bậc độ sư. Và người thứ ba đó chính là Tôn giả Ananda. Nói như vậy có nghĩa là khi mà chúng ta học về giáo lý duyên khởi đó, là chúng ta chỉ học một phần rất là nhỏ về cái ý nghĩa của giáo lý duyên khởi thôi. Tuy vậy đó, với một phần nhỏ của giáo lý duyên khởi này, chúng ta cũng được rất là nhiều lợi lạc từ cái kiến thức về giáo lý duyên khởi. Bởi vậy mà tôi muốn cố gắng là để làm sao để cho các vị Phật tử dễ dàng nắm được cái mấu chốt về cái giáo lý duyên khởi. Và ở trong cái mấu chốt, các cái mấu chốt duyên khởi này, tôi lặp lại là giữa cái trong các cái chi pháp mà chúng ta phải học đó, thế nào là vô minh, thế nào là hành, thế nào là thức, thế nào là danh sắc đó, thì thật ra tất cả những cái chi pháp này chúng ta có thể tìm đọc trong bất cứ một cái sách nào trình bày về cái giáo lý duyên khởi. Mà cái vấn đề ở đây chúng ta học đó, là chúng ta tìm xem là tại sao mà trong cái vô minh nó lại là duyên cho hành, và tại sao đó, hành lại là duyên cho thức. Rồi tôi trở lại là cái bài học ngày hôm nay chúng ta học về học về cái mấu chốt tiếp theo thứ ba. Ta học về mấu chốt thứ ba là thức duyên danh sắc. Tôi biết là thức duyên danh sắc cho gọn. Ở trong văn phẩm Pali, khi nào mà các vị thấy cái chữ chủ từ này mà số thuộc về số nhiều thì cái động từ nó sẽ là số nhiều, mà chủ từ là số ít thì cái động từ là số ít.
Thì ở trong cái duyên khởi này á, thì tất cả những cái mấu chốt ở đây hay là tất cả những chi pháp ở đây luôn luôn vừa là nhân mà cũng vừa là quả. Vô minh là nhân cho hành, rồi hành nó là nhân cho thức. Vô minh hành á vừa là quả của vô minh mà vừa là nhân của thức. Tương tự như vậy, thức là quả của hành, và thức là của cũng là nhân của danh sắc. Và ở đây chúng ta lưu ý, đôi khi nói thức là quả của hành á, nó có khác với thức là nhân cho danh sắc. Và khi mà là nhân á, thì có đôi khi là chi pháp giống với khi là quả, và có đôi khi là khác. Cho nên các vị lưu ý về cái chi pháp ở trong cái thập nhị nhân duyên. Thì khi mà nói rằng hành á, duyên cho thức á, thì khi đó thức là quả của hành. Và chúng ta học ngày hôm nay á, thức á, duyên cho danh sắc, thì khi này thức á, là nhân cho danh sắc. Vậy thì các vị chú ý là thức là quả của hành và thức á, là nhân cho danh sắc. Và khi mà nói đến thức á, là nhân cho danh sắc rồi đó, thì chúng ta có hai cái loại thức. Thứ nhất là quả thức. Trước hết là chúng ta có hai loại thức. Trước hết là thức này. Thì chúng ta có hai loại thức, đó là quả thức. Quả thức và nghiệp thức. Quả thức á, chính là cái quả từ hành tạo ra. Mà quả từ hành tạo ra nó chính là, nếu mà tính theo cái thời điểm tái tục á, thì chúng ta có 19 cái quả thức, tức là 19 cái tâm tái tục, tâm quả tái tục. Còn nếu mà tính về cái thời bình nhật á, thì có 32 tâm quả như thế. Đó là quả thức. Còn nói về cái nghiệp thức á, cái nghiệp thức ở đây á, thật ra chính là hành. Nghiệp thức á, chính là sở hữu tư ở trong tâm bất thiện và tâm thiện hiệp thế. Nhưng mà tại sao ở đây gọi là nghiệp thức? Trước hết là ở đây đang là cái mấu chốt của thức duyên danh cho danh sắc. Cho nên cái vai trò sở hữu tư ở đây được kể là thức, chứ không phải là kể theo hành. Và ở đây đó, ví dụ như thế này các vị. Nói về cái nghiệp đó, là chúng ta biết rằng là đây là chính là cái sở hữu tư. Cái sở hữu tư. Nhưng cái sở hữu tư, nhưng mà cái sở hữu tư này á, một mình sở hữu tư á, không đủ tội nghiệp, mà nó phải cộng với bất thiện hoặc là thiện nghiệp thế. Và bất thiện và thiện nghiệp thế này á, cũng chính là thức. Cho nên á, khi mà nói rằng hành duyên cho thức á, thì khi đó chi pháp lấy cái sở hữu tư là chính. Nhưng mà thật ra thì trong cái sở hữu tư đó phải được kết hợp với cái tâm thiện và cái tâm bất thiện. Chứ mỗi một mình sở hữu tư đó thì không có đủ để tạo ra nghiệp. Tuy nhiên khi mà kể về chi pháp đó, thì chỉ kể sở hữu tư, bởi vì ở đây là lấy về cái nguyên nhân chính. Tôi tạm ví dụ như là chúng ta nói rằng là một đứa trẻ lớn lên đó, được ăn học đàng hoàng đó,
là do cha mẹ, nhờ cha mẹ nuôi dưỡng thì đứa trẻ lớn lên nó mới có điều kiện ăn học. Thì cha mẹ nó được kể giống như là cái sở hữu tư, nhưng bên cạnh cái cha mẹ đó, mà sở dĩ mà đứa trẻ được ăn học đàng hoàng đó, nó còn có nhiều cái yếu tố khác, và trong đó có một yếu tố nổi bật đó, đó là nhờ nó được học đó, là nhờ nhà trường, nhờ thầy cô. Như vậy thì trong một số trường hợp thì người ta nói rằng là đứa bé mà được ăn học đàng hoàng như vậy đó là do nhà gia đình, cha mẹ nuôi dưỡng. Nhưng mà một số cái trường hợp khác á, thì chúng ta lại nói rằng là do thầy cô dạy. Nhưng mà nói như vậy đó thì cũng chưa có hết, nó còn nhiều cái lý do khác. Chẳng hạn giống như là sở dĩ mà tại sao mà đứa bé nó được đến trường, thì chúng ta nói rằng là nhờ cha mẹ mà đứa bé được đến trường, nó được học. Nhưng mà có nhiều cái nguyên do, mà những nguyên do đó nếu mà chúng ta kể đôi khi chúng ta bỏ qua, bởi vì chúng ta nghĩ rằng đó là nhân phụ. Nhưng mà trong cái tác động giữa cái này và cái kia, hay chúng ta nói theo cái lý duy khởi đi, thì cái tác động của nhân quả đó, thì đôi khi cái nhân phụ đó trong trường hợp nào đó nó lại là đứng cái vai trò chính. Ví dụ giống như chúng ta nói rằng là nhờ cha mẹ đó mà đứa bé được đến trường. Dạ, ở đây là cái mái nhà của nó, đây là cha mẹ, và ở đây là chúng ta có cái mái trường. Nhờ cha mẹ, đây là cha mẹ chỉ cho cái sở hữu tư. Nhưng mà đôi khi sở dĩ mà đứa bé được đến trường á, là do ai? Là do anh chị hoặc là người tài xế nào đó đưa bé đến trường. Thì khi mà chúng ta nói rằng là cái nhân mà đứa bé đến trường được á, thì có những cái nhân phụ, mà cái nhân phụ đó nó lại giữ cái vai trò quan trọng, tức là nó ở cái vai trò mà gần kề. Thì trở lại khi mà chúng ta nói về thức duyên cho danh sắc á, thì cái nghiệp thức á, thì trong đó nó bao gồm cái tạo nghiệp chính, nó là do sở hữu tư. Nhưng mà cái vai trò có mặt của tâm thiện và tâm bất thiện trong sở hữu tư đó, nó giống như là vai trò của người chị, người anh, người tài xế mà phụ tiếp cha mẹ đưa em của mình đến trường. Thì khi mà hành cho ra cái quả đó, thì rất cần cái sự có mặt của thức cùng đồng sanh với cái quả đó. Cho nên khi mà chúng ta nói về cái thức duyên nhân danh sắc đó, thì ở trong cái thức này, cái quả thức, tức là trong 12 tâm bất thiện và các cái tâm thiện hiệp thế, thì khi mà các cái tâm này sanh lên rồi đó, thì nó tác động cho cái gì? Thứ nhất đó, là chúng ta biết rằng tâm là nó không có sanh lên đơn lẻ một mình. Tâm nó không có sanh lên đơn lẻ một mình, mà nó cần phải có những cái yếu tố khác. Và những cái yếu tố đó trong những cái yếu tố quan trọng nhất đó, là hệ tâm sanh lên đó, là phải có cái sở hữu đồng sanh. Bởi vì tâm không có thể sanh đơn lẻ, mà tâm là luôn luôn là đi với sở hữu đồng sanh. Thì vậy danh ở đây chính là những cái sở hữu đồng sanh với 32 tâm quả hiệp thế. Tôi dừng lại để tôi hỏi các vị học viên rằng ở đây chúng ta có ai tính được 30 các cái sở hữu
đồng sanh cả 32 tâm quả hiệp thế thì có bao nhiêu sở hữu không ạ? Các vị có nhớ không? 32 tâm quả hiệp thế thì thuộc bao nhiêu sở hữu? Chắc các vị coi sách thì các vị nói là nhanh nhất. Các vị thích xem mình được bao nhiêu sở hữu hồng xanh? Sư xin mời mời cô Hà. Dạ, các sư Thí Tịnh Hoan Hỷ ôn tập cùng các vị học viên, tôi phải bị rất cần cái trí nhớ của các vị. Dạ, kính thầy, có 32 tâm chưa? Vì cũng tức là 13 cái sở hữu cải thà rồi đi, yeah. 13 sở hữu cải thà đi với 19 cái sở hữu cộng với 1 sở hữu trí tuệ là 23 cộng với 2 cái sở hữu 2 cái sở hữu là bi di tuệ hỷ nữa là tổng cộng 35. Dạ, yeah, sao thưa cô? Dạ, yeah. Đó là cách mà các vị đã tính, các vị đã hiểu được chúng ta tính về các sở hữu có mặt ở trong tâm. Thì trước hết đó là mình tính cái phần nhất định, tức là chúng ta cứ lấy cái phần nhất định như là mà nói về biến hành đó. Mà trước hết đó là chúng ta chỉ tính đến 19 cái sở hữu biến hành, 19 sở hữu tình hảo biến hành. Rồi còn các cái sở hữu mà bất định như là ba giới phần, hai vô lượng phần và trí tuệ đó, thì hãy cái tâm nào mà có hợp trí thì chúng ta có tính cái trí tuệ. Rồi còn lại là chúng ta chỉ có tính giới phần và vô lượng phần. Và vì là tâm quả cho nên những cái tâm này nhá, không có làm những cái công việc của cái tâm động lực, cho nên không có giới phần. Tuy nhiên đối với vô lượng phần đó, là có mặt. Sư Tịnh Hoan Hỷ mời một vị học viên nào để chúng ta tìm hiểu xem tại sao mà có mặt của vô lượng phần. Dạ, sư xin mời một vị. Ở trong đây có những vị trong lớp của sư, mà trong đây có những vị trong lớp của bên chùa Sư Lý. Thì sư xin sư biết chứ một mình cô Nhung, cô Kim Nhung Quang Hỷ tính dùm sư. Quang Hỷ trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Duyên dùm nha. Dạ, con kính thưa sư Trí Định. Dạ, con kính thưa sư. Dạ. Cả dạ, đối với tâm vô lượng phần thì nó là tâm bất định đi riêng. Nếu mà vị nào mà nó chỉ đi với cái tâm quả sắc giới, là vị nào tu thiền bi hoặc là tùy hỷ ở trong tứ vô lượng tâm thì mình cộng thêm cái tâm sở bi hoặc tùy hỷ vô ạ, thưa sư. Dạ sao, tôi cảm ơn cô. Cái vô lượng phần á là chỉ có mặt duy nhất ở trong cái trường hợp đó, bởi vì cái tâm quả đó nó không có làm việc giống như là cái tâm động lực. Do đó cái tâm quả đó nó chỉ là cái bóng của cái tâm động lực thôi. Cho nên tuy rằng khi mà chúng ta kể chi pháp, chúng ta kể đầy đủ là vậy, nhưng mà trên thực tế đó thì cái bi và tùy hỷ đó nó chỉ có mặt riêng biệt đối với một vị nào chứng thiền bằng một trong hai cái đề mục này, bi và tùy hỷ. Và chỉ có cái tâm thiền, cái từ tâm sơ thiền đến tứ thiền đó, mà được chứng bằng hai cái đề mục này thì khi đó mới cho ra cái tâm quả, và cái tâm quả đó mới có bi và tùy hỷ. Còn trong các cái trường hợp khác đó là không có bi và tùy hỷ. Và tôi cũng mong rằng là cái câu trả lời của cô Nhung cũng là câu trả lời chung của lớp học, bởi vì chúng ta trong lớp học mà chúng ta không có, chúng ta thiếu cái phần cơ bản thì nó cũng hay có. Và nếu mà các vị mà thiếu cái phần cơ bản này, nó là người chịu trách nhiệm là sư Trí Tịnh. Rồi bây giờ thì chúng ta biết rằng là danh ở đây á, chúng ta nhớ nè, là ở trong duyên khởi này, khi mà chúng ta gặp tất cả những cái tên gọi
cho các cái thành phần chi pháp thì luôn luôn là phải chúng ta phải để ý rằng là cái chi pháp đó phải được giới hạn như thế nào. Chẳng hạn giống như là chúng ta học về năm uẩn thì chúng ta nói thức uẩn đó thì chỉ trong 121 tâm, nhưng mà thức ở trong cái mấu chốt đó, vô minh hành duyên thức đó, thì chúng ta chỉ có lấy 32 tâm quả thôi. Rồi khi mà chúng ta học về cái danh sắc đó, thì cái danh đó, thì chúng ta gồm có tất cả là 121 tâm cùng với 52 sở hữu, đúng không? Nhưng mà ở danh ở đây đó là do vì thức ở đây đó, là chỉ còn có 32 tâm quả, do đó danh ở đây á, là chỉ có kể lại là những cái phần nào trong danh còn lại. Trong danh còn lại tức là gì? Thật ra danh á, đã bao gồm cả 32 tâm quả rồi và các cái sở hữu đi cùng, nhưng mà do vì 32 tâm quả đã được kể vào chi pháp của thức, cho nên cái danh còn lại nó sẽ chỉ là các cái sở hữu đồng tranh với thức. Các vị nghe kịp không? Chứ thật ra nó là bản thân của thức á, cũng là danh, nhưng mà thức á, đã được kể cái phần riêng, cho nên cái danh này nó là chỉ kể cái phần còn lại. Tạm hiểu như thế này, thí dụ giống như là người ta nói cái những người ở trong chùa gồm có vị trụ trì, rồi phó trụ trì và các cái thành viên trong chùa, 4 hay 5 thành viên trong chùa đó, thì thật ra đó trụ trì và phó trụ trì cũng là thành viên trong chùa, nhưng mà do vì người ta đã kể riêng là đã trụ trì và phó trụ trì rồi, cho nên cái thành viên trong chùa là kể cái phần còn lại chứ không có cộng thêm trụ trì và phó trụ trì. Tôi mượn ví dụ tạm tạm như vậy đó. Thì mặc dù là danh ở đây là bốn là cái quả của từ cái hành, nhưng mà khi mà danh nó được chia ra là trong đó có thức và danh đó, thì thức ở đây nó đã giữ cái phần tâm, cho nên danh còn lại đó là chỉ là các cái sở hữu đồng sanh. Cái đầu tiên tôi giảng bài thì tôi giảng vô như cái máy vậy thôi, tôi không biết là các vị có hiểu ý gì không. Tại vì có những cái chỗ nó cũng không biết là nói sao để cho nó rõ ràng hơn. Chắc là thưa sư, sau khi cái bổ một cái phần, chẳng hạn phần dương sinh, sư phải cho mấy vị thi. Tại dạ. các lớp học ở bên đây tỉnh dạy đều phải cho thi. Dạ. Dạ phải, cái đó nó cũng qua cái điều đó để mà mình trắc nghiệm cái các vị có tiếp thu được hay không. Dạ đúng. Dạ. Bởi vì chúng ta học đó, phải mất thi. Các vị biết là chúng ta đang sống ở trong cái thế giới duyên khởi. Dạ. Khi mà các vị tiếp thu được á, trong đó một phần là do tôi trình bày và một phần là do cái khả năng tiếp thu các vị. Tôi trình bày tốt và các vị học giỏi, như vậy chúng ta có cái kết quả tối ưu. Còn một trong hai dở, tôi hoặc là các vị, thì đó là kết quả trung bình. Còn cả hai mà đều dở nữa là kết quả rất là tệ. Thì ở đây chúng tôi không có đủ, chúng ta không có thể nào chúng ta đạt được cái kết quả tối ưu. Nhưng mà trong đó chỉ có thể khiếm khuyết một trong hai. Để mà tôi dở thì các vị cái khả năng tiếp thu bị hạn, bởi vì nó bù lại cái mà tôi trình bày nó khó hiểu. Chứ còn nếu mà cả hai nó là mù mờ đó mà chúng ta không có học được cái giáo lý duyên khởi này. Dạ, chưa có kinh thầy. Rồi sau này chúng ta trong cái duyên hệ đó, giúp chúng ta hiểu rất rõ hơn về cái giáo lý duyên khởi này. Bởi vì chúng ta thấy rằng là khi mà giữa cái tâm và sở hữu cùng có mặt á, thì bao giờ nó thì nó cũng có cái sự hỗ tương, cái này giúp cho cái kia và cái kia giúp cho cái nọ. Thì khi mà chúng ta nói rằng là thức chuyên cho danh,
thì danh ở đây là các cái sở hữu đồng sanh với sở hữu biết thức, nhưng mà ở trong cái giáo lý duyên hệ và trong luôn cả trong cái giáo lý duyên tuệ, chúng ta tính theo một cái chiều khác, thì trong đó danh này nó cũng giúp lại cho thức, bởi vì nó cũng có mặt. Khi mà chúng ta nói về cái mặt này đó, thì chúng ta nói rằng là thức á, là duyên giúp cho danh. Nhưng mà ở trong cái tương quan nhân quả đó, thì danh á, cũng giúp lại cho thức, cũng trợ sanh cho thức, nhưng mà ở một cái vai trò khác và không có phải là cái lúc đề cập đến đây, cho nên chúng ta nói rằng là thức á, là duyên cho danh. Tôi ví dụ cho các vị, thí dụ giống như là nhờ chị của tôi, nhờ anh của tôi dẫn đi đến trường, dẫn tôi đến trường, thì chúng ta thấy rằng là người học sinh nó nhờ anh chị dẫn đi đến trường, thì anh chị là nhân giúp cho người học sinh đến trường, đúng không? Đó là cái nhân chính. Nhưng mà ở trong cái giáo lý duyên khởi đó, thì người học sinh đó, thì anh chị đó đó, sở dĩ mà dẫn được em mình đến trường á, thì cũng có nhờ có mặt của em mình, cho nên mình mới dẫn đến trường được. Giờ đi không thì dẫn ai đến trường? Các vị có nhận ra được đó không? Thì ở trong, mặc dù khi mà chúng ta nói về lý do bên ngoài đó, thì bao giờ chúng ta nói rằng là nhờ chị, không bao giờ chúng ta nói rằng là nhờ tôi đó, nhờ em đó mà anh chị mới dẫn em đến trường được. Chúng ta không bao giờ chúng ta diễn đạt như vậy được hết. Chúng ta chỉ nói rằng là nhờ anh chị mà em này được đến trường, dẫn đưa đến trường. Nhưng mà ở trong cái tương quan nhân quả đó, nếu không có mặt của người học sinh đó, đó thì người đưa đó thì đưa cho ai, đâu có đưa được. Thì cũng vậy đó, trong cái tương quan nhân quả, đôi khi chúng ta nói rằng là thức duyên cho các cái sở hữu đồng sanh, nhưng mà thật ra thì trong đó sở hữu đồng sanh đó là cũng duyên cho thức, tức là cũng giúp cho thức có mặt. Cho nên nó là cái giáo lý duyên khởi này nó là được mở rộng sâu hơn đó, chính là cái giáo lý duyên hệ. Và thật ra tôi dạy ví dụ pháp, tôi cũng muốn rằng là làm sao đó là các vị học viên đó, chúng ta có thể chúng ta học được cái giáo lý duyên sinh và giáo lý duyên hệ đó với tôi là đủ. Phần còn lại đó thì các vị có thể các vị tự học. Thưa sư, hồi nãy cô Hà có có câu hỏi. Sư mời cô Hà. Cô chưa mở microphone. Dạ, con xin phép để làm miệng bị cô trong xem. Chứ còn có câu hỏi. Ở trên cái biểu đồ, cái vòng tròn, cái duyên sinh, cái chủ thức duyên cho danh sắc, cái phần kim lệnh, con thấy có ghi chủ là thức này là thức tái sanh. Nhưng mà hành duyên cho thức có phải thức ở đây mình có được hiểu thêm đạt thì là tự quả thức. Đi chung vậy thì cái thức ở trên cái vòng tròn được không? Do vì cái microphone của cô tôi nghe không có được rõ. Sư Ký Tịnh hay là bị nào mà nghe rõ không hiểu nha, lặp lại giùm tôi. Không biết cần. Kính thưa thầy, bây giờ thầy mở cái vòng tròn cái duyên sinh. Ở cái bệnh cái thức duyên cho danh sắc, còn cái phần là thức đó là thức tài tục. Nhưng ở đây đã hành duyên cho thức, có thể là cái quả thức, chứ không phải là cái thức tái sanh. Tức là cô thắc mắc rằng là cái hành duyên cho thức á, cái thức đó chính là cái thức tái tục đúng không? Dạ, chưa cái thức tái tục rồi, nhưng mà cái hành ở dưới này, cái do cái hành mà có cái thức. Cho nên cái thức này cũng là cái thức quả như con trường chứ mẹ thấy chứ có phải vậy không? Do cái microphone tôi nghe không có được đó, cô Hà.
Cô có phải là cô hỏi rằng là cái hành duyên cho thức á, cái thức này vừa là thức tái thuộc mà cũng là thức của vừa tâm. Thức dạ. Dạ chưa phải, dạ chưa phải. Dạ phải, hành duyên thức thì trong đó thức thì trong cái thời tái tục là 19 tâm, trong cái thời định nhật là 32 tâm. 2 tâm, dạ. Dạ, nhưng mà ở trên cái biểu đồ này chỉ có thức tái tục không? À, ở trên cái biểu đồ đó thì nói vắn tắt trên cái biểu đồ đó thì tôi chỉ mượn cái hình ảnh để minh họa thôi thưa cô. Dạ. Dạ, trên cái biểu đồ này các vị chỉ nhớ chúng tôi cái vòng ở giữa tức là vô minh duyên thành thành duyên thức danh sắc dục nhập gì đó, còn các cái phần chú thích này đó thì cái phần đó chúng ta phải học. Dạ. À, dạ. Thế còn nó chỉ có cái thức đầu tiên nó liền cái sống ảo của thắc mắc vậy cũng phải, tức là thức đầu tiên nó liền quá khứ với hiện tại thì thì đây là thiếu cô. Dạ. À, dạ. Dạ đây là thiếu. Dạ. Dạ. Cũng kính nhận thầy. Dạ. Dạ. Thì tôi lặp lại khi mà hành mà duyên cho thức á, thì thức ở đây chính là do vì những do cái nghiệp tác động cho nên nó tạo ra cái thức tái sanh của chúng sinh ở trong đời sống khác, và sau khi tái sanh rồi đó thì cái nghiệp của ta nó tác động cho các cái tâm thức kéo dài cái đời sống, mà những cái tâm thức đó tương tục với nhau chúng ta gọi là những cái tâm quả. Thì những cái tâm quả đó cũng do chính vì những cái tâm quả đó cũng chính do hành tạo, hay nói cách khác đó là do nghiệp tạo. Vậy thì khi nói thức duyên hành, thức duyên cho hành, duyên cho thức đó, thì sở dĩ mà có những cái sách đó, người ta nói đến các cái thức tái tục bởi vì cái đó là cái chính. Nhưng mà ngoài cái thức tái tục ra đó thì chúng ta còn có cái thức bình nhật, là bởi vì ngoài cái việc mà hành tạo ra cái đời sống mới đó, thì các cái tâm hữu phần của chúng sinh ở trong đời sống bình nhật này á, cũng do hành tạo. Thì cái chính đó là 19 tâm tái tục, nhưng mà rộng hơn là kể 32 tâm quả, bởi vì kể luôn cả cái thời bình nhật. Dạ, dạ. Như vậy thì ở trong cái mấu chốt là thức duyên cho danh sắc thì chúng ta có hai về thức đó, thì có hai phần. Quả thức đó chính là 32 tâm quả nghiệp thế, nó giống như là cái chi pháp của hành duyên thức, và trong đó thì thức duyên cho danh sắc nó còn rộng hơn. Và nghiệp thức chính là một cái hình thái khác của hành, đó là cái sở hữu tư trong cái tâm thiện và trong tâm bất thiện và thiện nghiệp thế. Rồi danh sắc ở đây đó thì trong danh á, thì chính là 35 sở hữu, 35 sở hữu đồng sanh, tức là đồng sanh với cái tâm quả 32 tâm quả. Còn sắc ở đây á, danh ở đây á, thì 35 sở hữu đồng sanh, còn sắc ở đây á, là chính kể chính cho cái thứ nhất á, là cái sắc nghiệp tái tục, bởi vì sắc nghiệp này nó sẽ có mặt đồng cùng lúc với cái tâm tục sinh, nếu đối với cõi ngũ uẩn. Như vậy sắc ở đây thì chúng ta có là sắc nghiệp tái tục. Sắc nghiệp tái tục rồi bình nhật. Rồi sắc nghiệp bình nhật. Rồi có việc. Sắc nghiệp bình nhật. Tôi viết khó coi luôn cho nên tôi vừa viết vừa đọc. Rồi cái sắc tâm. Rồi chúng ta ôn bài lại. Các vị có nhớ là nhân sanh sắc pháp có bao nhiêu nhân sanh sắc pháp không? Xin mời cô Cẩm Hà. Dạ thưa sư, nhân sanh sắc pháp 4, dạ. Do nghiệp,
tâm vật thực và quý tiết. Dạ dạ, cảm ơn cô. Nhân sanh sắc pháp có bốn, thì gồm có nghiệp, tâm, vật thực, quý tiết. Quý tiết ở đây chúng ta còn có khi gọi là cái sắc âm dương. Thì ở trong cách dịch của sư Giác Nguyên đó, thì sư xài cái sắc nhiệt lượng. Thì khi nào các vị tham khảo thì chúng ta thấy rằng tất cả đó là cùng là một. Thì trước hết là ở đây chúng ta thấy rằng là nói thức duyên cho danh sắc. Thì sắc á, về sắc tâm á, chính là sắc do tâm tạo. Đúng không? Sắc tâm á, chính là sắc do tâm tạo. Nhưng mà sắc nghiệp đó là do gì? Do nghiệp tạo. Chứ nếu nó do tâm tạo nữa thì sắc tâm rồi. Các vị còn chần chừ. Sở dĩ gọi là sắc nghiệp do nghiệp tạo. Sở dĩ tôi hỏi như vậy nó là do vì ở đây chúng ta nói thức duyên cho danh sắc. Thì là cái mà cái sắc gọi là cái sắc nghiệp đó, nó do hành tạo. Phải hành tạo không? Bởi vì sắc nghiệp do nghiệp tạo mà nghiệp chính là hành. Các vị không có phản ứng gì được. Các vị đang ghi. Dạ. Thì đây, giống như tôi nói các vị đó, là cái vai trò của sắc nghiệp đó, là cái nhân của sắc, xin lỗi, cái vai trò của hành đó, nó cho ra cái quả đó. Mà thật ra nó không phải, nó chỉ cho ra chỉ có 32 tâm quả thôi. Mà cái hành đó đó, nó cho ra cái sắc nghiệp. Và ngoài ra cái hành đó đó, nó còn cho ra nhiều thứ khác. Ví dụ giống như là một người á, mà họ làm các cái công đức, thì đời sau á, thì họ được sanh về các cái cõi vui. Đó là cái công đức đó, là cho cái quả sanh thú. Rồi trong cái cõi vui đó, đó họ được cái thân tướng khỏe mạnh xinh đẹp. Như vậy là cái công đức đó nó, hay là cái hành đó, hay là cái nghiệp đó, nó cho ra cái sắc nghiệp. Rồi đã vậy mà họ còn có cái gì? Họ còn có tài sản ngoại thân. Thì cái tài sản họ có được đó, đó nó cũng là do công đức mà họ có được. Như vậy là cũng do hành. Nhưng mà khi mà chúng ta nói hành duyên thức á, là do vì có những cái quả, mà cái quả đó nó không có cùng loại với cái nhân, đôi khi người ta không có kể. Ở trong các cái bộ luận các ngài có ví dụ như thế này. Ví dụ giống như là từ nhờ cái người ta nói nhân nào quả đó, nhờ cái hột xoài, nhờ cái hột xoài cho nên chúng ta có cái trái xoài sau này, nhờ cái hột mận mà chúng ta có cái hột mận sau này, đúng không? Nhưng mà thật ra khi mà cái hột xoài á, mà nó cho ra cái trái xoài đó, thì trong cái quá trình đó nó tạo ra nhiều cái quả. Trong đó từ cái hột xoài nó tạo ra cái quả, như là nó tạo ra cái quả là nó có những cái rễ mọc ra. Rồi nó tạo ra cái quả là nó vào thân cây non. Rồi nó tạo ra cái quả đó là cây xoài nó lớn lên, nó ra bông. Rồi từ đó nó mới ra được cái trái xoài. Như vậy thì khi là từ cái hột xoài này cho ra cái quả xoài này, thì đôi là chúng ta đã lược bớt những cái quả mà do cái hột xoài này nó tạo ra. Chúng ta đã lược bớt những cái rễ, chúng ta đã lược bớt những cái cây non,
chúng ta đã lược bớt đến cành lá, nhưng mà thật ra rễ cây non cành lá vân vân nó đều là quả từ hộp xoài này hết. Thì như vậy nói hành duyên thức á, là bởi vì ở đây á, nói từ cái đời sống này sang cái đời sống khác, thì cái yếu tố quan trọng nhất á, của cái từ cái đời sống này qua cái đời sống khác á, chính là cái tâm tục sinh. Tuy vậy đó, ngoài cái tâm tục sinh ra đó, thì hành vẫn còn có tác động, có những cái tác động phụ. Thì có đôi khi á, là cái nhân phụ á, tuy vậy mà nó đứng cái vai trò, nó đứng cái vai trò gần kề. Tôi lấy ví dụ, tôi mượn lại cái ví dụ hồi nãy, là khi nói nhờ cha mẹ mà đứa bé này được đi học, cha mẹ là nhân chính, nhưng mà đôi khi cái nhân cận kề nó lại là không phải cha mẹ, mà người chở, lấy xe chở bé nó đến trường là anh chị người tài xế. Thì cũng vậy, hành á, nó cho ra cái, cho ra nhiều quả, nhưng mà trong đó có những cái quả đó là nhờ sự có mặt đồng hành của thức, cho nên cái quả nó mới có mặt. Không thể nào mà cái, không có thể nào mà cái sở hữu đồng sanh mà nó sanh lên mà không có mặt của thức, nó sanh được. Sở hữu nó không có sanh đơn lẻ mà luôn luôn phải có mặt của thức. Và cái sắc nghiệp đó đó, nó cũng phải được sự có mặt của thức, cho nên nó mới có cái sắc nghiệp đó. Chứ nếu bây giờ chúng ta không có cái thức tái tục sanh làm người, thì làm sao chúng ta có cái sắc nghiệp là chúng ta tạo được cái thân chúng ta đẹp, chúng ta xấu, chúng ta khỏe mạnh, chúng ta bệnh hoạn, vân vân. Vậy thì khi mà nói những cái nhân chính đó, thì chúng ta nói do nghiệp quá khứ, nhưng mà nó còn cái nhân tác động trực tiếp đồng hành đó, thì chính là thức. Do vậy khi mà nói đến cái thức mà duyên nhân sắc á, thì chúng ta thấy rằng là trong đó nó có cái vai trò đâu đó rất là lớn của cái hành, nhưng mà cái hành này phải được mượn qua thức. Bởi vì chúng ta nói rằng là sở dĩ mà cái bức tượng này được đặt ra như vậy đó là nhờ một nghệ nhân nào đó, nhưng mà người nghệ nhân đó không có thể tay không mà ông tạc được một cái bức tượng đá mà ông phải nhờ cái công cụ. Và trong một số trường hợp đó, người ta kể nhân quả đó, thì đôi khi người ta kể cái tác nhân mà đôi khi người ta kể cái công cụ. Nó giống như là đôi lúc người ta nói là để tạc được cái bức tượng này đó là phải có thợ điêu khắc mới làm được. Mà có đôi khi người ta rằng là để cắt được cái phiến đá đó mới cắt được cái đá này, không cái chúng ta cái dùng cái công cụ thường như là dao này nó chúng ta cắt không được. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta học cái nhân quả nó gọi là trùng trùng duyên khởi, và có đôi khi là lấy cái này làm nhân, có đôi khi lấy cái kia làm nhân. Thành ra chính điều đó mà Đức Phật này nói rằng là cái giáo lý duyên quật, cái giáo lý duyên khởi này nó rối đó. Nó rối lắm, bởi vì để lấy cái quả này á, thì chúng ta có nhiều cái nhân ra, có nhiều cái nhân. Mà cái điều mà chúng ta cần học Đức Phật á, là tại sao trong nhiều nhân đó mà Đức Phật chỉ lấy ra cái nhân này. Và cái điều đó nó sẽ rõ ràng hơn khi chúng ta học về cái duyên nghịch. Cái duyên nghịch đó là do cái này không còn, cái kia không còn. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng là vô minh duyên hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, thì chỉ bản thân của danh sắc thôi thì chúng ta thấy rằng là ngoài cái duyên thức ra, nó còn ra một cái nhân khác, đó do chính do hành. Bằng chứng rõ ràng ở đây là chúng ta khi mà chúng ta nói đến cái sắc, thì chúng ta trong đó có sắc nghiệp. Mà cái sắc nghiệp dù là sắc nghiệp tái tục hay sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp đó cũng là cái nhân chính, hoặc là do nghiệp tạo, chính là hành. Nhưng mà ở đây á, là thức á, là người tác động cận kề đi với sắc nghiệp. Bởi vì các vị nhìn trên biểu đồ chúng ta thấy rằng là cái vô minh và hành đó nó đã thuộc về cái nhân quá khứ,
hay chúng ta nói rõ hơn, nó thuộc về một cái đời sống, một kiếp khác. Như vậy thì cái tác động của nghiệp đó, đó đối với cái quả này á, là nó là cái tác động xa, và cái nhân đồng hành với nó chính là thức. Do vậy mà trong cái mấu chốt để nói lên cái danh sách này á, thì kể vai trò của thức. Thì chúng ta nói như thế này là dễ hình dung, là từ cái hành động thiện ác mà nó cho ra cái mầm mống tái sinh ở trong các cái sinh thú thiện, hoặc là khỏi vui hay là khỏi khổ. Mà từ cái mầm mống tái sinh đó, chúng ta gọi là cái thức tái thục đó, nó hình thành nên từ nhờ cái thức tái thục đó mà nó hình thành nên cái thân của chúng sinh. Nếu mà đối với thân nhân loại thì nhờ cái thức tái tục, tức là cái tâm tục sinh cho cái cảnh giới loài người, và từ cái tâm tục sinh đó nó mới tạo nên cái con người của chúng ta, gồm có cái tâm hồn và hình hài. Thì do vì trong cái lý duyên cõi này á, Đức Phật này mới muốn chỉ ra cái sự có mặt của chúng sinh. Sự có mặt của chúng sinh ở trong ba cõi. Và cái sự có mặt nó như thế nào? Thì Đức Phật này từ cái căn để là phiền não, là vô minh, dẫn đến những cái hành động là thì tạo ra cái quả tái sinh. Những cái hành động thiện ác đó chúng ta gọi là hành. Và cái quả tái sinh đó tức là cái mầm mống, cái hạt mầm để sinh trưởng nên một cái cây, từ cây xoài, cây mít, cây mận, vân vân. Thì từ cái hạt mầm đó mà cái cây đó được sinh trưởng, từ cái hạt mầm đó cái cây nó được sinh trưởng, nó có lá, có hoa, có trái. Thì từ cái thức tái sinh đó đó mà nó tạo ra cái danh sắc. Thì danh sắc ở đây chúng ta kể theo chi pháp thì chúng ta thấy rằng là nó gồm có 35 sở hữu hợp cái sắc nghiệp và sắc tâm. Nhưng mà chúng ta hiểu theo cái đời sống của mình á, là từ cái thức tái tục này nó hình thành nên cái con người của chúng ta, tức là cái thân ngũ uẩn này đầy đủ gồm có danh và sắc, là do cái thức tái tục. Bởi vì cái thức tái tục chúng ta được sanh làm người, cho nên chúng ta mới được mang cái thân người này. Chứ nếu mà cái thức tái tục đó cho chúng ta sanh làm cái loài tầm thú, như là loài cá, loài chim, loài thú vân vân, thì chúng ta cái tâm tái tục nào thì cái sắc nghiệp theo đó nó hình thành. Chúng ta thấy cái vai trò của sắc, làm được một cái thiện sự nào đó và cái thiện sự đó cho họ đời sau được cái sắc đẹp. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn giống như là các vị Phật tử chúng ta cúng dường hoa trang trí Phật điện, thì cái thiện nghiệp đó đời sau á, nó cho cái quả mà các vị được sắc đẹp, đúng không? Nhưng mà các vị sẽ thấy rằng là cái vai trò của thức tái tục, nếu cái thức đó nó cho chúng ta sanh làm chư thiên á, thì chúng ta sẽ được cái thiên sắc á, xinh đẹp hơn các vị thiên nhân khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta sanh làm người á, thì chúng ta sẽ được cái sắc đẹp của con người, do cái thức tái tục cho cái kiếp sống con người, cho nên là cái sắc nghiệp đó nó sẽ hình thành ở cái sắc đẹp của nhân loại. Và còn chưa kể, cái thức tái tục đó nó cho chúng ta tái sinh làm người nam á, thì chúng ta đẹp theo cái kiểu người nam, mà chúng ta sanh làm người nữ á, thì nó đẹp theo cái kiểu người nữ. Chứ nói rằng là nếu mà người nữ mà đẹp, đàn ông mà đẹp như đàn bà, và đàn bà đẹp mang cái vẻ đẹp của đàn ông, thì nó không còn đẹp nữa, đúng không? Rồi nếu mà cái thức tái tục đó nó cho chúng sinh đó sanh làm cái loài cầm thú, giống như là loài thú nuôi như con chó, con mèo đi, thì khi đó nó do nhờ cái phước ở trong đời quá khứ nó được sinh làm một cái con thú, nhưng mà con thú nó xinh đẹp.
Như vậy cũng cùng cái đẹp do cái thiện tạo, nhưng mà có cái vai trò tác động của thức tái sanh. Cho nên cái đẹp đó nó sẽ hình thành theo cái môi trường sanh thú đó. Chư thiên thì vẻ đẹp của chư thiên, loài người vẻ đẹp của loài người, loài thú thì vẻ đẹp của loài thú. Ví dụ giống như là chúng ta tự sanh làm người, nhưng mà tự nhiên cái mang cái vẻ đẹp của con thỏ, chúng ta có lỗ tai giống như con thỏ, nó đâu còn đẹp, đúng không? Như vậy chúng ta thấy rằng rõ ràng, mặc dù nói là các cái sắc nghiệp đó do nghiệp tạo đúng, nhưng mà nó có cái vai trò nhân cận kề là của thức. Nếu mà thức mà nó không có cho tái sanh ở trong cái nó thức cho tái sanh ở cái cõi nào thì cái nghiệp nó theo duyên đó mà nó có quả. Vậy thì cái mấu chốt ngày hôm nay khi mà chúng ta học về cái thức duyên nhân sắc á, thì nói về cái chi pháp á, thức ở đây thì chúng ta có hai phần, tức là quả thức và nghiệp thức. Rồi danh sắc ở đây, danh đó chính là các cái sở hữu đồng sanh với thức. Và sắc ở đây đó là sắc tâm, và sắc tâm thì đương nhiên là do tâm tạo. Và sắc sở dĩ mà có cái sắc nghiệp đó là chính là do cái nghiệp thức. Và điều này đó thì chúng ta càng thấy rõ ràng hơn là ở trên sở dĩ mà có cái phân ra nhiều như vậy đó là bởi vì tùy theo các cái cõi. Chẳng hạn giống như là bây giờ chúng ta nói lên cái cõi vô tưởng. Cái cõi vô tưởng á, là ở trong đây á, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái cõi vô tưởng này á, là nó không có tâm, tức là không có thức. Vậy thì thức duyên danh sắc đến cái cõi vô tưởng này á, thì thức á, nó chỉ còn lại duyên cho sắc chứ không có danh. Rồi đối với cái cõi vô sắc á, thì sắc, cái thức á, nó chỉ duyên cho danh mà không có duyên cho sắc. Nhưng khi mà chúng ta nói thức duyên danh sắc đó, là với cái chi pháp đó là chúng ta nói đủ. Nhưng mà các vị học viên đó, thì khi mà chúng ta học đó, thì chúng ta phải nhớ chi pháp ở mỗi cõi khác nhau. Ví dụ giống như là chúng ta nói rằng là ở cái cõi ngũ uẩn, nhưng mà ở cái cõi mà cái cõi dục đó, nó khác với cái cõi phạm thiên. Chẳng hạn giống như là ở cõi dục đó, thì chúng ta có đầy đủ các cái giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhưng mà ở khỏi chư thiện, khỏi cảnh thức chứ nhĩ thức thôi, chứ không có tỷ thức, thiệt thức, thân thức, vĩ thức. Thì cái đó là các vị sẽ tính cụ thể theo từng gọi. Vậy thì khi mà vị nào mà nhớ chi pháp nhiều á, thì vị đó có lợi thế khi mà chúng ta tính ra chi pháp chuyên biệt. Tổng quát á, thì chúng ta có ba từ cái thức này á, từ cái thức đó, nó cho ra cái danh và cái sắc, gồm có sắc nghiệp và sắc tâm. Tuy vậy đó thì nếu tính theo từng cõi thì cái sắc nghiệp nó sẽ khác và cái sắc tâm nó sẽ khác. Đó là cái vấn đề quan trọng khi mà chúng ta học và nhớ rõ chi tiết ở trong cái phần ví dụ pháp căn bản. Không biết quý vị trong lớp học còn có hỏi nào nữa. Thường khi mà mình học mình không đặt câu hỏi, nó có hai trường hợp. Một là mình hiểu hết nhưng mà không đặt câu hỏi. Hai là mình không hiểu gì hết. Cái trường hợp thứ hai, xin mong rằng không có ra vào trường hợp thứ hai. Tôi nghĩ rằng là chắc là tôi sẽ nhờ sư Trí Tịnh giúp cho một buổi học. Một buổi này chúng ta ôn lại hết những cái chi pháp liên quan đến cái phần duyên trợ. Những cái chi pháp nào mà liên quan đó thì tôi nhờ sư ôn từng học viên. Bởi vì cái nắm rõ cái chi pháp đó, nó là cái phần quan trọng. Mặc dù tôi biết rằng là khi mà các vị học cái phần chi pháp căn bản các vị cũng ngán. Nhưng mà sở dĩ mà chúng ta phải học là bởi vì chúng ta sẽ có chỗ dùng ở trong các cái phần học sau. Thì những gì mà chúng ta học về nghiệp, những gì chúng ta học về tướng đế, chúng ta học về năm uẩn, chúng ta học về 12 xứ, 18 giới, vân vân, thì chúng ta sẽ thấy rằng là
khi mà chúng ta học duyên sinh và duyên hệ đó thì chúng ta sẽ dùng rất là nhiều cái đó. Chẳng hạn giống như hồi nhỏ chúng ta học, khi mà chúng ta mới học chữ đó, thì bắt chúng ta học những cái mẫu chữ cái lúc mình rất là ngán, nhưng mà không có mẫu chữ đó rồi không bao giờ chúng ta đọc, chúng ta học sau này rồi chúng ta học những cái bản cửu chương hay những cái công thức hàng đẳng thức vân vân á, thì đó là những cái căn thức, những cái công thức căn bản mà chúng ta sẽ dùng rất là nhiều nhiều. Bởi vậy mà cái phần mà ví dụ pháp căn bản đó là cái phần, là cái phần rất là quan trọng. Có một điều may mắn ở chùa tôi đó là có sư Tinh Tuệ đó, sư được cái hạnh là sư rất là sư dạy học, sư dạy cho các vị Phật tử là năm này tháng nọ, và các bạn ví dụ pháp căn bản tức là hết lớp này mà tiếp tục quay lại lớp khác. Bali cũng vậy, học từ quyển 1, quyển 2, quyển 3 mà thấy quyển 3 không nổi thì mở lại quyển 1 như vậy quanh năm suốt tháng. Thật ra nó có đôi khi các vị biết rằng là chính bản thân tôi mà tôi vừa dạy cái lớp đó rồi mà bây giờ tôi phải quay lại tôi dạy nữa cũng ngán nữa. Ví dụ giống như là hồi trước đó, tự nhiên là tôi nổi hứng là tôi dạy được cái vi pháp đại cương, nhưng mà bây giờ nếu mà bắt tôi quay lại đó tôi dạy chưa chắc tôi dạy được đó, bởi vì tôi nhiều khi tôi có việc này việc nọ mà cái chi ly nó là cũng hơi ngán. Tuy vậy khi mà chúng ta học Phật pháp, nhất là vi pháp đó, thì những cái phần chi ly đó nó lại là nó rất là cần thiết. Chẳng hạn giống như là chúng ta chỉ có nghiệp là xã hữu tư để tạo nghiệp thôi, nhưng mà người học vi dụ pháp phải hiểu rằng cái xã hữu tư đó phải đi với cái tâm nào thì nó mới có khả năng tạo nghiệp, chứ không phải là nó là cái xã hữu tư là tạo nghiệp được. Và chính cái điều đó mà chúng ta nhờ cái học vi dụ pháp đó mà chúng ta hiểu rõ ràng hơn là ở trong tạng kinh. Bởi vì trong tạng kinh Đức Phật ngày thuyết pháp ở trong cái bối cảnh mà làm sao có thể là người nghe lãnh hội trực tiếp, và những người nghe đó là những người có cái duyên tầm lớn ở trong đời quá khứ. Thì thành ra chúng ta nếu mà cái điều đó mà Đức Phật ngày thuyết cho ai đó mà không có nhầm cái căn duyên của họ đó, thì họ cũng không có lãnh hội được. Bởi vậy mà các vị thấy là ví dụ giống như chúng ta nói về cái giáo lý duyên khởi này, mà cái giáo lý duyên khởi này đó, khi mà Đức Phật ngày thuyết ở trong cái bài kinh chuyển pháp luân á, thì cái giáo lý duyên khởi này ngày trình bày ở trong giáo lý tứ đế nó là cái gì? Vô minh, hành thức, kinh sắc, lục nhập vân vân, tất cả cho đến sanh lão tử đó, cái đó là khổ đế. Rồi do duyên cái này có mà cái kia có, do duyên cái này hiện hữu mà cái kia hành hiện hữu, chính là cái tập đế. Rồi do cái này diệt cái mà cái kia diệt, cái sự diệt mất của cái sự diệt mất tất cả những cái phiền não và cái nghiệp á, thì cái đó là cái diệt đế. Và cái con đường mà để thực hành cái điều đó đó chính là đạo đế. Vậy thì ở trong cái giáo lý duyên khởi này được trình bày một cách khác đó, và ở trong cái giáo lý tương đế của cái bài kinh chuyển pháp luân. Rồi các vị còn nhớ đó là ngã sa chí á, ngài còn tóm tắt cái giáo lý duyên khởi này chỉ có trong một câu thôi, mà ngày sáng lập phát đó, mà ngày sáng lập phát ngày một kiền liên đó, ngày nghe được đó, là ngày hiểu được cái điều đó. Tức là cái gì đó, mà nó do duyên sanh đó, thì tất cả nó là nó đều có cái duyên tập khởi, tức là có nguyên nhân của nó. Và khi nào mà cái nhân nó không còn đó, thì cái đó cũng không còn. Cái đó là cái câu nói tóm tắt của giáo lý duyên khởi. Hay là do cái này có mặt, cái kia có mặt, do cái này diệt, cái kia diệt. Đó là cái câu nói tâm tắc của giáo lý duyên khởi. Tất nhiên khi mà chúng ta nói rằng là do cái này có mặt, cái kia có mặt đó, thì ai cũng có thể hiểu. Nhưng mà chúng ta theo phân ra từng cái nhân quả thì chúng ta phân ra không được. Chúng ta có thể hiểu tổng quát chung chung là được như vậy, nhưng mà từ cái nhân nào cho ra cái quả nào thì chúng ta không có nắm được hết. Thì trong cái giáo lý duyên khởi này đó, thì để dễ dàng chúng ta hiểu đó, và Đức Phật này muốn trình bày cái sự có mặt của chúng sinh ở trong cái tam giới này, nó không phải đó là nó vô nhân mà có, mà nó phải có nhân mà có, mà nó tiếp nối, nó không phải là vô nhân vô duyên mà nó tiếp nối, nó có cái điều kiện mà nó tiếp nối. Và khi mà nó không có tiếp nối được thì nó cũng phải có cái điều kiện mà nó không có tiếp nối được,
Thì tôi đề nghị trong cái bữa hôm sau chúng ta có một ngày ôn tập, bởi vì tôi cần cái ngày đó. Tôi cần cái ngày đó nó giúp cho tôi mà cũng giúp cho các vị. Tôi biết rằng nếu mà các vị mình chúng ta nắm được cái chi pháp nhiều thì tôi sẽ trình bày cách khác. Mà chúng ta mà không có nhớ chi pháp nhiều thì sẵn nhân cái lớp học này thì chúng ta sẽ ôn lại. Bởi vì tôi có hỏi sự lý tịnh thì cái lớp học này thì mở dài hạn chứ không có dạy bắn tắt. Cho nên khi nhân cái lớp học này thì những cái phần nào mà chúng ta chưa có nắm rõ trong cái phần đại cương á thì chúng ta sẽ ôn lại, như vậy là cùng một lúc thì chúng ta kết hợp lại, vừa học lại cái phần đại cương mà vừa học cái giáo lý duyên khởi. Và ở đây chúng ta chỉ học cái phần đại cương nào mà nó liên quan đến cái giáo lý duyên khởi thôi, như vậy cái phần đại cương nó nhẹ đúng không? Chúng ta chỉ ôn tập những cái phần lý thuyết nào mà những cái phần lý thuyết đó nó liên quan đến cái giáo lý duyên khởi thôi. Và các vị biết cái lý thuyết nào mà liên quan đến giáo lý duyên khởi không? Là toàn bộ những cái lý thuyết mà các vị đã học. Rồi, chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Là chúc các vị ăn vui. Xa, chỗ xa, chỗ lành. Xin kính mời tất cả chúng ta chấp tay. Dạ. Idang ho nya thi nang ho tu sukhita hon tu nya tayo Idang mi bui nhang nipana sapai chayo ho tu. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Niên buổi học hôm nay ạ. Con kính tri ân sư Trí Tịnh ạ. Dạ, sa tu, sa tu.